các chị em, Ngọc đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Nay mới là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, thời tiết cũng chiều lòng người, chị em đã vui chơi được nhiều nơi chưa? Nếu đi nhiều nơi mà có mệt quá thì hãy ngồi nghỉ chút xíu, cập nhật tin tức và điều hot hôm nay cùng Ngọc nhé. Let's go! Hồi tháng 7 năm ngoái, Châu Kim Sang được chẩn đoán viêm màng não do di căn u xương. Sau 4 lần mổ hộp sọ, sức khỏe của cô suy yếu hẳn. Theo thông tin từ người thân, trước khi mất hơn 1 tháng, Sang không còn nói chuyện được vì sức khỏe xuống dốc. Cô còn dở dang tâm nguyện được chuyển giới hoàn toàn về ngoại hình. Trước đây, người mẫu ấp ủ ước mơ đoạt vương miện một cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới. Đến ngày 1 tháng 9, Sang được bố đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy sau khi cô lên cơn co giật liên tục, tay chân co quắp. Kết quả chụp MRI cho thấy Châu Kim Sang bị ung thư não giai đoạn cuối với nhiều khối u ác tính không thể điều trị theo biểu đồ và được trả về. Ngày 3 tháng 9, người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang qua đời tại nhà trọ thành phố Hồ Chí Minh vì ung thư não giai đoạn cuối, hưởng dương 26 tuổi. Tối ngày 1 tháng 9, chương trình nghệ thuật mang tên Sau tháng 8 được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Hà Nội gặp phải làn sóng phản đối dữ dội. Nguyên do trong chương trình, ca sĩ Khánh Thi thể hiện ca khúc 19 tháng 8 do nhạc sĩ Xuân Oanh sáng tác. Đáng nói là cô ca sĩ này để lộ rất nhiều khuyết điểm về giọng hát lẫn kỹ thuật thanh nhạc. Không chỉ hát chân, phô, đáng lên án hơn nữa là sự thiếu chuyên nghiệp, không kính nghiệp khi liên tục quên lời. Lên sóng truyền hình trực tiếp giữa thủ đô mà phải chép lời bài hát ra tay và liên tục nhìn xuống để hát. Thậm chí đoạn nào quên lời thì bỏ qua luôn. Đúng là không phải cầm mic lên thì sẽ là ca sĩ, nhưng ngay cả giữ vai trò một người hát trong một chương trình chào đón ngày lễ Quốc Khánh thì sự trình diễn của cô này rất khó để khán giả và miền đất nước chấp nhận được. Một ca khúc đầy hào hùng như vậy lại không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Câu hỏi đặt ra là ngoài việc người hát không kính nghiệp thì người duyệt chương trình sao lại mắc lỗi sơ đẳng như vậy? Trên trang cá nhân, đạo diễn Huỳnh Tấn Phát thể hiện sự bức xúc trước màn trình diễn của Khánh Thi. Anh chia sẻ: không hiểu sao một ca sĩ hát chân phô và quên lời một ca khúc truyền thống, thế mà cũng được lên sóng truyền hình trực tiếp. Vai trò biên tập, đạo diễn để đâu mà lọt cảnh ca sĩ đưa bàn tay lên xem lời rõ mồn một như vậy? Cả nhà đài lẫn ca sĩ đều xem thường khán giả và tính chất của chương trình. Không chỉ đạo diễn Huỳnh Tấn Phát lên tiếng gay gắt, khắp cõi mạng cũng rất nhiều người bức xúc về việc lên sóng không chuyên nghiệp, màn trình diễn thảm họa, coi thường khán giả của cô này. Có người nói rằng đạo diễn chương trình quá cẩu thả, ca sĩ xem thường khán giả, hay không hiểu sao ban tổ chức nhà đài lại mời một ca sĩ hát quá tệ hại, quên lời để xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp trong một chương trình ý nghĩa. Đông đảo khán giả cho rằng ban tổ chức lẫn cô Khánh Thi này phải lên tiếng xin lỗi về màn trình diễn không tôn trọng bài hát lẫn người nghe như vậy. Sau đó không lâu, trên trang cá nhân, cô này cũng đăng status tự an ủi bản thân, cho rằng trước giờ vẫn làm tốt việc của mình, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và gian nan còn dài, nhưng đã xóa ngay sau đó không lâu. Cư dân mạng bùng nổ hơn nữa là cô này lấy thơ nói về bác để chế thành đêm qua bác không ngủ, hôm nay bác ngủ bù. Có vẻ như cô Khánh Thi đang cho rằng sự nghiệp ca hát của mình mới đi lên, nhưng có lẽ trước khi muốn cầm mic lên thì phải tôn trọng bài hát, tôn trọng người nghe bằng cách thuộc lời. Khán giả bây giờ không dễ dãi đâu Khánh Thi ơi. Những bức ảnh thân mật được cho là của Vi và Jenny làm bằng chứng cặp sao đang hẹn hò đã được tung ra trên Twitter khiến cư dân mạng xôn xao. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh Jenny cười rạng rỡ khi được một người được cho là Vi hôn lên trán, và bức ảnh thứ hai là hình nam ca sĩ đang cười rất tươi trong khi gọi điện thoại video với thành viên của nhóm Blackpink ở nhà. Người dùng Twitter đã đăng hai bức ảnh này cũng chia sẻ một bức ảnh chụp màn hình máy tính của họ. Có vẻ như tài khoản có những bức ảnh khác nhau của Vi và Jenny, bao gồm cả những bức ảnh chưa được phát hành. Trước đó, một hacker đã làm rò rỉ 3 bức ảnh hẹn hò khác nhau của Jenny và Vi vào các ngày 23, 25 và 28 tháng 8. Đến ngày 31 tháng 8, hacker này tuyên bố sẽ không leak ảnh thêm nữa. Hiện vẫn chưa rõ nguồn chính xác đã làm rò rỉ bức ảnh của Vi và Jenny. Trong khi đó, công ty quản lý của Vi và Jenny vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn hẹn hò của hai thần tượng trong những ngày qua. Dịp Quốc Khánh năm nay, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9. Dự kiến nhu cầu di chuyển tại các thành phố lớn hay địa điểm du lịch sẽ tăng cao. Trong đó, Grab áp dụng thu phụ phí dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, trong khi Gojek và Bee thì không. Cụ thể, Grab áp dụng phụ phí cao điểm ngày lễ đối với khung 6 đến 22 giờ trong 2 ngày 1 tháng 9 và 2 tháng 9 cho một số loại hình dịch vụ tại các tỉnh, thành phố nhất định. Tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi chuyến xe Grabbuy, Grabmart, Grabfood, GrabExpress được áp dụng mức phí 5.000 đồng. Các chuyến xe Grabca và Grab đi tỉnh hai chiều sẽ có phụ phí 10.000 đồng tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Đại diện hãng cho biết, giá cước có thể được điều chỉnh linh động khi nhu cầu tăng cao dựa theo khu vực và thời điểm trong ngày. Đồng thời, để đảm bảo lực lượng túc trực dịp 2 tháng 9, đa phần ứng dụng đều cải thiện đãi ngộ cho tài xế, nâng cao thu nhập. Grab thưởng 300.000 đồng cho 50 đối tác Grabca 4 bánh có tổng số chuyến xe hoàn thành cao nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Trong 4 ngày nghỉ lễ, các tài xế GoRide của Gojek cũng nhận được tiền thưởng 15 đến 25.000 đồng sau khi hoàn thành các mốc tích điểm trong khung giờ 16 đến 21 giờ 59. Trong phiên giao dịch hôm nay, ngày 3 tháng 9, giá xăng A95 nhập từ Singapore đã giảm về 100 USD một thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Giá này tương đương 23.876 đồng một lít. Nếu trừ thuế bảo vệ môi trường 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn 20.576 đồng. Hiện tại, giá dầu thô trên thế giới đang chững lại sau đà giảm vừa qua. Thị trường vẫn tiếp tục ngóng kết quả về sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu thế giới và đồng minh OPEC cộng. Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9. Đó cũng là ngày giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo giá mới của thế giới.
giảm giá tới 50% hàng loạt sản phẩm mẹ bầu nào cũng cần. Tại sàn thương mại điện tử Tiki, tả quần Hershey Dry Tràm Trà Tự Nhiên Mega Jumbo tặng 6 miếng giảm 33% còn 446.000 đồng. Tả quần Muni Natural Bone Organic L36 36 miếng giảm 43% còn 290.000 đồng. Các bộ đồ chơi như bộ đồ chơi lắp ghép xe kỹ thuật robot giảm 40% còn 119.000 đồng. Máy đọc thẻ tiếng Anh, đồ chơi giáo dục đọc 255 thẻ 510 từ vựng tiếng Anh, giúp trẻ học tiếng Anh dễ dàng giảm 50% còn 155.000 đồng. Tại sàn thương mại điện tử Lazada, xích tua nhựa cho bé có dây điều chỉnh độ cao Moody M401611 cũng đang giảm tới 49% còn 199.000 đồng. Bánh trung thu rẻ hơn hoàn tiền. Tại sàn thương mại điện tử Shopee Mall, bánh trung thu Viettin Mart nhân thập cẩm đậu xanh giảm 50% còn 33.900.000 đồng. Bánh trung thu cổ truyền Thanh Dung giảm 31% còn 19.900.000 đồng. Tại sàn thương mại điện tử Tiki, hộp bánh trung thu Đại Phát cách điệu hình trống đồng 882 sale 22% còn 487.000 đồng. Hộp bánh trung thu Ghi Vồ Song Phúc 5 giảm 18% còn 304.000 đồng. Tại sàn thương mại điện tử Lazada, bánh trung thu nhân dừa sữa 2 trứng 200g, Tân Nhân Lợi giảm 45% còn 55.000 đồng. Mùa thu về cũng là lúc các cô nàng sành điệu lại bắt đầu dục dịch tâm tia những ý tưởng mặc đẹp, lên đồ để làm mới style. Như thường lệ thì hội sao Hàn lại mang đến cho chúng ta bao ý tưởng lên đồ hay ho, đơn giản mà sang chảnh và tôn dáng tuyệt đối. Học sao Hàn lên đồ đầu thu vừa sang vừa tôn dáng hiệu quả. Sơn Zezin mang đến gợi ý mặc đẹp đơn giản mà thanh lịch, khiến những nàng công sở không thể bỏ qua. Bà xã Huyền Bình chọn diện áo khoác vải diệt mít cùng quần jean, áo có thêm các chi tiết may viền, đính kim lại để tạo điểm nhấn. Cô còn cố tình chọn dáng áo ngắn để tạo cảm giác sành điệu, tôn dáng. Với set đồ này, bạn có thể học Sơn Zezin ghi điểm nhấn với một chiếc túi sách mang tông màu ánh kim nổi bật. Một gợi ý khác cũng đơn giản mà thanh lịch tuyệt đối đến từ Suzy với set xui trắng tối giản, set đồ mang tông màu trắng cổ điển và không bao giờ lỗi mốt. Suzy còn vô cùng thông minh khi sử dụng đồng hồ dây da và khuyên tai nhỏ xinh để tạo điểm nhấn cho tổng thể. Tiffany sang trọng tuyệt đối với set áo polo mix cùng quần ống suông. Cô nàng cố tình chọn dáng áo polo với phần tay và cổ cách điệu để ghi điểm thời thượng. Mẫu áo này vốn đã có thiết kế ấn tượng nên về phần quần, dáng quần trơn đơn giản sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Yuna hách tuổi trẻ chung với set áo diệt kim mix cùng quần jean. Set đồ đơn giản mà năng động, diện đi làm hay đi chơi cũng ổn cả. Vì áo vốn đã có họa tiết nổi bật nên Yuna không sử dụng phụ kiện quá cầu kỳ. Công chúa băng giá Jessica mang đến gợi ý lên đồ vừa tiểu thư vừa năng động với set áo thun cộng với áo khoác cổ viền, quần jean. Set đồ của cô xoay quanh hai tông xanh và trắng cơ bản. Chi tiết phần cổ viền bèo tạo cảm giác xinh xắn, điệu đà. Để hách dáng hiệu quả như Jessica, bạn cũng đừng quên Servin và chọn áo khoác gió lửng để tôn dáng cao giáo. Park Min Young mang đến gợi ý đơn giản mà cô nàng nào cũng có thể dễ dàng áp dụng theo. Đó là set váy liền, áo khoác denim. Chiếc áo khoác denim sáng màu sẽ khiến người diện thêm phần trẻ trung, năng động. Với phần váy liền, bạn có thể tận dụng ngay chiếc váy liền dáng ngắn mùa hè để diện cùng áo khoác denim trong thu này. Wendy dạo phố với set áo thun cộng quần jean, áo khoác mỏng. Vốn có chiều cao khá thấp bé, nhưng Wendy vô cùng thông minh khi chọn quần jean cạp cao, Servin với áo thun tạo hiệu ứng đôi chân thon dài hơn đáng kể. Cô nàng còn thủ sẵn một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài để tha hồ vi vu trong tiết trời thu dịu mát. Chưa biết mặc gì đi làm vừa đẹp vừa sang thì bạn cứ học Sonaun, diện áo thun, quần vải, áo khoác. Chiếc áo khoác với những chi tiết cắt may lạ lẫm sẽ tạo điểm nhấn thú vị cho style, khiến outfit của bạn trông cá tính hơn đáng kể. Jenny mang đến gợi ý xinh yêu, năng động với những buổi dạo phố cuối tuần với chiếc váy liền họa tiết, phần chân váy dài chết eo giúp tôn dáng cao giáo. Với set đồ này, Jenny chọn mix thêm với giày thể thao và tất trắng năng động. Ngoài ra bạn có thể mix váy với sandal, giày búp bê nếu muốn ghi điểm nữ tính, dịu dàng. Mai mà có ý định lên đồ đi chơi và không quên sống ảo thì quý vị nhớ áp dụng ngay những ý tưởng này nhé. Ngọc đã thử áp dụng và nhận về kết quả là hết sức bất ngờ. Đó là một núi ảnh tuyệt đẹp như các cô nàng Ule Giang Hàn luôn đó. Chị em cũng nên thử nhé. Mà sau 4 ngày nghỉ thì chắc chắn thực đơn dinh dưỡng của các chị em cũng bị đảo lộn rồi. Ăn nhiều thức ăn nhanh cũng khiến chị em tăng cân đó. Để Mai Ngọc chỉ cho các chị em cách đốt cháy calo cực nhàn hạ để thứ hai đi làm có một body nhẹ nhàng nhất nhé. Giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Hẹn gặp lại chị em vào ngày mai nha. Bye bye.